Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh YouTube của Yamato Hồng Phúc 1. Mình là Minh Trí sẽ đồng hành với anh em trong video ngày hôm nay. Ở video này mình sẽ giới thiệu với anh em Yamaha Exciter phiên bản xanh GB 2022. Khác với phiên bản đầu tiên, ở phiên bản này như một sự lột xác hoàn toàn, Yamaha đã táo bạo khi phối giữa màu xanh GB với màu xanh đen nhám, tạo điểm nhấn bằng các đường chỉ màu xanh da trời cực kỳ nổi bật bắt mắt. Màu xanh đen nhám làm cho phiên bản xe trở nên mạnh mẽ, cứng cáp hơn. Cũng như phiên bản trước, phiên bản xanh GB lần này của chúng ta cũng sử dụng khóa thông minh thôi các bạn. Có cổng sạc điện thoại tích hợp như là các cái phiên bản Exciter 155 bản đặc biệt ha. Giờ mình sẽ quay phần đuôi xe cho các bạn xem nhé. Có một số bạn đánh giá thì phần đuôi xe của Yamaha Exciter 155 khá là to và hơi góc cạnh, nhưng mà do ngay ban đầu Yamaha đã định hướng mẫu này lấy cảm hứng từ R Series các dòng xe thể thao, nên phần đuôi xe nó cũng mang hơi hướng của R Series, góc cạnh hơn, thể thao hơn. Phần đèn pha LED của Yamaha Exciter 155 thì chiếu sáng rất là tối ưu ấy các bạn. Đặc biệt là tầm chiếu rộng nhưng mà không quá cao, không làm chói mắt của người di chuyển ngược chiều. Phần xi nhan lớn tách rời khỏi đèn pha giúp tăng độ nhận diện tín hiệu xi nhan khi các bạn cần rẽ. Còn đây là phần đèn cốt các bạn, rất là sáng ha. Đây, một số bạn rất là hay hỏi cái chìa khóa này là để làm cái gì. Đây là chìa khóa dự phòng để mở cốp yên ha. Còn cái vị trí để chìa khóa mở yên thì nó nằm ở đây, phía trái của cái phụt xe sau ha. Nó có cái nắp silicon đậy lại để mình mở thử cho các bạn xem. Chìa khóa vào, bật nhẹ qua là có thể mở yên xe lên rồi. Cái này chúng ta chỉ sử dụng dự phòng khi mà xe chưa ráp bình, hoặc là khi mà các bạn không có remote ở kế xe thôi ha. Còn khi mà ráp bình và có remote kế xe thì chúng ta thao tác mở yên trực tiếp trên phần nấm vặn của cái khóa thông minh. Còn đây là cái remote ha, trên này nó có một phím nè, công dụng đầu tiên là tìm xe. Ngoài ra nó còn có công dụng để mở tắt remote. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video riêng để giới thiệu với các bạn cách sử dụng cái khóa thông minh này. Nói nãy giờ chắc các bạn cũng đang thắc mắc mẫu Yamaha Exciter 155 xanh GB hiện tại đang được bán với giá bao nhiêu. Thì sẵn đây mình báo giá luôn với các bạn, hiện tại Yamaha Exciter xanh GB đang được bán tại Yamato Phúc 1 của mình với giá là 52 triệu. Và hiện tại Exciter 155 bên mình đang khuyến mãi 1 triệu 500 nghìn trừ trực tiếp vào giá xe. Ngoài ra các bạn còn có cơ hội xem giải đua GB tại Malaysia khi mua Yamaha Exciter 155 tại Yamato Phúc 1 ha. Còn các bạn nào mà muốn mua trả góp thì chuẩn bị trước giúp mình khoảng 20% giá trị xe các bạn. Như giá hiện tại thì 20% giá trị xe của Yamaha Exciter 155 xanh GB là 10 triệu 100 nghìn. Các bạn muốn trả trước thấp hơn cũng được, nhưng mà tại sao mình lại giới thiệu các bạn móc 20% này? Vì ở cái móc trả góp này thì thủ tục của các bạn nó đơn giản nhất. Và đây cũng là móc trả trước thấp nhất để các bạn hưởng lãi suất ưu đãi. Còn nếu các bạn nào có điều kiện trả được khoảng từ 30% giá trị xe thì bên mình có chương trình trả góp, giao luôn cả bạc gốc. Giống như mua tiền mặt, công ty tài chính sẽ không giữ bất kỳ giấy tờ gì của các bạn cả. Ngoài ra còn một ưu đãi nữa dành cho trả góp, đó là gói trả góp 0% lãi suất. Thì ở gói này công ty tài chính hỗ trợ chúng ta tối đa 30 triệu. Nên tùy vào giá xe các bạn ước lượng cái phần trả trước của mình phù hợp để khoản vay tối đa của mình được hỗ trợ là 30 triệu ha các bạn. Các bạn còn thắc mắc gì có thể liên hệ trực tiếp Yamato Phúc 1 số 575961 Trần Văn Khéo, Trung tâm Thương mại Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, hoặc app Zalo của mình, số điện thoại trên màn hình nha. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.